Xin chào tất cả các bạn, mình tên Long, mình hiện tại đang học tập và sinh sống tại Hà Nội. Và hôm nay mình sẽ có chuyến đi tham quan và khám phá trường Petit. Và đồng hành với mình có bạn Chu Hải. Yo, mình là Chu Hải, sinh viên năm 2 của trường Petit đến từ khoa đa phương tiện. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tham quan trường mình nha. Thì bạn có thể giới thiệu cho mình biết là trường bạn được thành lập từ năm bao nhiêu không? Về lịch sử của trường mình thì tiền thân là Đại học Bưu điện, được xây dựng vào năm 1953, và đến mùng 1 tháng 7 năm 2014 thì trường chính thức được nhà nước công nhận dưới cái tên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và trở thành một đơn vị trực thuộc của Bộ Thông tin và Truyền thông nhà nước. Hai ơi, bạn có thể kể cho mình biết là trong trường Petit mình có những tòa nhà nào được không? Trong khuôn viên trường mình thì trường mình gồm có các tòa nhà như A1, A2, A3 là những tòa để cho học sinh, sinh viên học. Bên cạnh đó thì có cả thư viện, ký túc xá và các sân thể dục, thể thao. Tòa nhà A1 nơi đào tạo các lớp chất lượng cao và các văn phòng chuyên môn, studio thực hành của khoa Multimedia. Tòa nhà A2 biểu tượng của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nơi dành cho các sinh viên hệ thường học tập và rèn luyện theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục. Bên cạnh đó là văn phòng của Viettel Lab với các trang thiết bị tiên tiến và mới nhất được đặt ở tầng 8. Tòa nhà A3 là tòa nhà dành cho học sinh hệ thường học tập và rèn luyện ở đây, bao gồm các phòng học và các phòng thực hành. Bên cạnh đó là trung tâm thông tin thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Về ký túc xá của trường mình ấy thì có tổng cộng tất cả là 90 phòng, chia đều cho 5 tầng và mỗi tầng chúng tôi sẽ có 14 phòng. Bên cạnh 14 phòng ấy thì chúng tôi còn có cả 2 phòng công cộng để sinh viên có thể sinh hoạt chung với nhau. Đây chính là sân ký túc xá B5 và cũng chính là nơi mà tớ học tập và rèn luyện môn thể dục do nhà trường đào tạo, và mỗi buổi sẽ có từ 2 đến 3 lớp cùng nhau học tập. Sân ký túc xá B5 và tòa nhà B5 là nơi dành cho các học sinh, sinh viên tạm trú tạm vắng tại nơi đây với quy mô rộng lớn. Sân thể dục, nơi mà sinh viên của học viện sẽ được học tập và rèn luyện thể dục tại đây. Mỗi giờ lên lớp, cô giáo sẽ giảng bài cho mọi người ngồi ở dưới tập trung. Và bên cạnh đó là những buổi thực hành với giáo viên. Giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh các động tác của bài thể dục. Không biết là sinh viên trường Petit mình sẽ bắt đầu vào học từ lúc mấy giờ nhỉ? Kiếp học của chúng mình sẽ bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng và kết thúc vào 20 giờ đêm. Bên cạnh đó thì giữa các kiếp sẽ được giải lao 10 phút. Nhưng nếu mà phải học cả ngày thì cũng khá là căng thẳng nhỉ? Mệt nữa. Thì sinh viên chúng mình sẽ có cơ hội tham gia vào các câu lạc bộ như F4C, CDA, sinh viên tình nguyện, và tham gia các hoạt đó thì giúp giải tỏa căng thẳng hơn. Còn nói về cái việc đăng ký các môn học thì sinh viên trường mình sẽ làm ở đâu? Về đăng ký môn học thì sinh viên trường mình sẽ được nhà trường cho đăng ký theo ý muốn trên website của chính thức. Thì xin cảm ơn bà Hải hôm nay rất nhiều vì đã dẫn mình đi tham quan và khám phá trường Petit của bạn. Thì hẹn gặp lại bạn ở chuyến tiếp theo, mình sẽ dẫn bạn đi tham quan trường mình nhé. Okay, đó chỉ là một cái lại về lịch học.
và người bạn đồng hành của mình hôm nay là đấy. Nhìn nóng chắn rồi á. Hôm nay mình sẽ có một chuyến đi du lịch và khám phá. Hey yo, mình là Chu Hải, sinh viên năm 2 của trường Baptist đến từ khoa đa phương tiện. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tham quan trường mình nha.